Dạ, xin đi đoàn chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh xin đi đoàn. Xin đi đoàn đang đứng ở con đường Đồng Khánh Trần Hưng Đạo ngày hôm nay. Trước mặt anh chị đó là ngã tư Tổng đốc Phương Châu Văn Liêm. Với hôm nay 19 giờ Tết Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng ngày 5 tháng 2 2023 dương lịch, thì xin đi cũng muốn quay cái không khí ở khu vực Chợ Lớn gọi tới cô chú anh chị và các bạn. Hồi nãy thì có quay theo lưng sư rồng của lễ hội Tết Nguyên Tiêu rồi, bây giờ tiếp tục lại quay một cái clip này rồi anh chị nha. Mình về cái hướng chợ Bình Tây. Đây cái dãy nhà lầu này coi như là bắt đầu người dân người ta dọn đi nè anh chị, dọn đi về nơi ở mới lâu rồi. Cái nơi này nghe nói dọn nó xuống cấp lắm rồi. Rồi bây giờ mình đi nha, đi về chợ Bình Tây. Rồi chào em nha. Cái em dự gửi xe. Rồi anh chị đi với Sunny nha. Nhà này nghe nói cảnh báo là sập bất cứ lúc nào, nguy hiểm quá. Về ở chung cư Bình Phú ở quận 6 anh chị. Rồi mình đi Hải Thượng Lãn Ông nha anh chị ha. Hồi nãy thì quay cái lễ hội đường phố Tết Nguyên Tiêu lân sư rồng cũng hay lắm anh chị, cũng vui. Bây giờ thì mình sẽ quay đường phố gọi anh chị. Đối với quận 5 Chợ Lớn là người Hoa mà có rất là nhiều cái ban hội, chùa miếu, người ta hát hồ quảng, hát bội rất là nhiều. Rồi ở đây là một cái giao lộ Hải Thượng Lãn Ông nè, hướng kia là cầu Trà Và đó anh chị, về sông phụ quận 8. Và đây là con đường Hải Thượng Lãn Ông, Khổng Tử năm xưa, nơi này là bán đồ trang trí qua Tết rồi. Bây giờ là họ bắt đầu trở thành bán những cái phụ kiện đám cưới là chính. Và chuẩn bị sắp tới thì có ngày tình yêu ngày 14 tháng 2. Thế là cái phố này lại rần rần tiếp tục. Thôi kệ, có nhiều lễ hội thì bà con ở đây buôn bán nó cũng đỡ hơn anh chị. Bây giờ thì lễ hội rất là nhiều, nó du nhập từ nước ngoài thôi. Chứ ngày xưa ngày tình yêu đôi lứa làm gì có ngày 14 tháng 2 anh chị. Đây là con đường Phùng Hưng. Quẹo phải là chúng ta về chợ Thủ Đô, chùa Ông Bổn. Không biết bữa nay chùa Ông Bổn đó có cái gì hay không, mời anh chị đi qua đường nha. Chuẩn bị múa lân, trình diễn múa lân thì Sunny sẽ vào đây gửi xe và ghi nhận cho anh chị, sau đó về chợ Bình Tây sau nha. Rồi đây là hội lân quần nghĩa và chuẩn bị múa chị ha. Và chúng ta sẽ cùng đón cái không khí Tết Nguyên Tiêu. Đây, cái không khí múa lân sư rồng vân vân. Và bà con cũng ghé đây. Đường ca đánh trống. Đây, xin chia sẻ với anh chị nha. Xin nguyện bay lên cùng sư tử bảo thân chương kỳ xích kinh tài phù chiếu các thái biển an thân tiểu ưu sinh xin lưu vị lớn bằng sư vô y. Tôi
bài á. Khi giới thiệu anh chị, chia sẻ với anh chị những hình ảnh múa lân ở chùa Ông Bổn, thì bây giờ Sandy sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ xem không khí ở chợ lớn. Cái hướng này là mình về chợ Bình Tây anh chị ha. Dạo này chợ Bình Tây buổi tối thì cũng vui lắm anh chị, ăn uống rồi ca nhạc rồi Tết Nguyên Tiêu này không biết có sân khấu hay không. Đường phố rất là đông. Hôm nay là đúng rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu nên đường phố thì cũng đông đúc ở khu vực chợ lớn, nó khác xa với mọi khi. Bắt đầu là mình sẽ tới con đường Lê Quang Sung. Mô tô, thử chạy mô tô đó. Dữ chưa, mặc áo dài chạy mô tô thì mới hay anh chị. Đây là con đường Lê Quang Sung và đây là bến xe chợ lớn. Sunny sẽ về chợ Bình Tây anh chị ha. Đối với chợ Bình Tây nè, là con đường Tháp 10 kết nối là con đường Hậu Giang, thì vào những ngày này cũng rất là nhộn nhịp anh chị. Đường Hậu Giang là một cái khu phố ẩm thực mà.
buổi tối các tiểu thương cũng dọn đây, dọn chợ. Nó chỉ từng cụm, nhộn nhịp thôi. Ví dụ chợ Bình Tây, con đường Hậu Giang, rồi chợ Xã Tây, chợ Thủ Đô. Chợ Bình Tây ngày hôm nay nó trở thành một cái khu ẩm thực, anh chị thấy không? Ông làm như thế này cũng rất là hay. Cách đây khoảng mấy năm về trước đó thì tối chợ Bình Tây buồn lắm, nhưng mà hôm nay thì anh chị thấy một cái khu dài ăn uống nè. Uống cà phê ăn vặt. Ở kia bắt đầu là chơi nhạc. Đây những cái xe trà sữa. Rồi bây giờ tới đây thì Sunny thay vì mình đi thẳng là chợ Kim Biên, Sunny sẽ quẹo bên trái để mình về con đường Hậu Giang nha anh chị, để chia sẻ với anh chị cái không khí Tết Nguyên Tiêu. Sunny chỉ biết cầm camera ghi nhận lại những hình ảnh chợ lớn thôi, chứ nhiều lúc mình cũng không biết chia sẻ cái gì anh chị, để anh chị tự cảm nhận nha. Rồi, Phạm Đình Hổ, đây là Phạm Đình Hổ, rồi chúng ta ra con đường Hậu Giang. Đây là một con đường ẩm thực của quận 6. Hai bên là hàng quán. Ở đây thì bán thâu đêm và suốt sáng nha anh chị. Hai bên đường, bên kia nữa. Quán ăn, quán nhậu, trà sữa, rồi bánh, chè, cháo, ôi thôi trên con đường này đủ hết anh chị. Hát cảo, bánh tiêu, bánh bò. Và những cái quán cà phê lề đường, trà sữa lề đường nè. Các bạn trẻ thì rất là thích cái mô hình này. Ra đây hóng mát nè, trà dâu, đào, sữa, sinh tố, nước ép. Đây là mua rau má, mua xâm quýt. Đây là con đường Mai Xuân Thưởng nha anh chị, chợ rau Mai Xuân Thưởng ngày xưa đó. Người ta cũng ăn uống cũng nhiều ghê đó chứ. Cuối con đường này là rạp hát Hồng Liên anh chị ha. Băng qua con đường Minh Phụng là tới cầu Hậu Giang.
chuẩn bị là hết hết nói chung là chính thức là qua ngày hôm nay là hết Tết là gì. Tết Nguyên Tiêu là ở khu vực Chợ Lớn là đông vui. Hôm nay bắt đầu chính thức là hết rồi đó. Quán nào công nhận phải nói là quán nào cũng có khách đông ăn uống kìa. Cà phê Tư Hoàng. Đây quán nhậu lẩu bao tử hầm tiêu rất là ngon. Ta cái đèn xanh đèn đỏ phía trước đó, đi thẳng là con đường hậu cầu Hậu Giang. Mé bên trái là về con đường Phạm Phú Thứ, chợ Bình Tiên, ra bến Lê Quang Liêm. Còn bên phải là chúng ta sẽ, quá trời, bên phải thì chúng ta về bờ bùn bên cây gõ, rạp hát Hồng Liên nè anh chị. Rạp hát Hồng Liên nó vẫn như xưa thôi. Rồi, tới đây thì Sunny cũng rất là vui cập nhật những hình ảnh Chợ Lớn trong cái dịp cái Tết Nguyên Tiêu gửi anh chị và các bạn. Nhân đây thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Sức khỏe là vàng nha anh chị ha, lúc nào cũng mạnh khỏe. Rồi Sunny tạm chia tay anh chị với cái clip này. Hẹn gặp lại trong những video sau. Rồi bye bye, hẹn gặp lại.